đâu một kẻ xấu vừa trốn trong siêu thị, bạn có thể giúp mình tìm ra hắn không? Bạn có biết kẻ xấu đó trông như thế nào không? Xem nào, anh ta mặc một chiếc áo vest màu xanh lá, quần nâu và quàng một chiếc khăn màu xanh dương quanh cổ. Được rồi, đầu tiên chúng ta hãy ghép chân dung của kẻ xấu lại với nhau. Bây giờ hãy tìm ra kẻ xấu ở đâu. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Không có gì. Wow, chuyện gì đã xảy ra thế? Mình đã bị lạc khỏi bố trong công viên. Wow, đừng lo lắng, hãy cùng nhau đi tìm bố của bạn nhé. Đã tìm thấy bố của Quokua, bạn thật tuyệt vời. Được không? Không sao, cứ giao cho mình. Tiến lên. Hãy di chuyển Kiki và bắt lấy tên trộm. Bạn đã tìm thấy bí của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Không có gì, đó là nhiệm vụ của mình. Cảnh sát Kiki, nhiệm vụ đã hoàn thành.